có rất nhiều nguyên nhân khiến việc càng lớn tuổi thì càng khó lấy lại vóc dáng thon thả, đặc biệt là vòng 2. Một trong số đó là do hoạt động trao đổi chất trong cơ thể. Theo thời gian, sự trao đổi chất có xu hướng giảm khoảng 5% tốc độ cho mỗi thập kỷ sau tuổi 40. Tốc độ trao đổi chất giảm sẽ tăng khả năng tích tụ chất béo tạo thành mỡ thừa. Chính vì thế, tăng cường trao đổi chất là chìa khóa quan trọng trong việc giữ gìn vóc dáng thon thả. Để làm được điều này, bạn cần tăng khối lượng cơ bắp trong cơ thể bằng cách thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt cũng như luyện tập thể thao. Dưới đây là 5 mẹo ăn uống giúp bạn tăng cơ, giảm mỡ, lấy lại vóc dáng. Mẹo thứ nhất, ăn nhiều thực phẩm giàu protein. Để có một chế độ ăn uống cân bằng sau tuổi trung niên, bạn nên tăng cường các thực phẩm giàu đạm, thay thế cho một số loại cáp. Tiêu thụ các nguồn protein động vật cũng như thực vật sẽ giúp phụ nữ duy trì khối lượng cơ bắp, từ đó tăng cường trao đổi chất. Bạn nên lựa chọn các nguồn đạm chất lượng cao từ hải sản, cá hồi, cá ngừ hoặc ức gà hoặc trứng. Ngoài ra, các loại đậu, quả hạch và các loại hạt cũng là những nguồn cung cấp protein dồi dào cho sức khỏe. Mẹo thứ hai, tăng cường chất xơ từ ngũ cốc. Chất xơ có vai trò quan trọng trong kế hoạch giảm cân cũng như duy trì vóc dáng. Ngoài rau củ quả, ngũ cốc cũng là một nguồn cung cấp chất xơ không nên bỏ qua. Bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng một bát ngũ cốc ăn sáng, vừa giàu chất xơ, vừa bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất khác. Mẹo thứ ba, ăn nhiều cá và hải sản. Cá là nguồn cung cấp protein và chất béo lành mạnh tốt cho sức khỏe. Ăn cá sẽ giúp cải thiện số đo vùng bụng dưới, vì cá giúp cảm thấy no lâu hơn. Trong các loại cá, cá hồi là thực phẩm được khuyến khích hơn cả, nhờ lượng chất béo omega 3 dồi dào. Hàm lượng chất béo này không gây béo hoặc tăng cân. Thay vào đó, chất béo lành mạnh sẽ giúp ổn định đường huyết và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Mẹo thứ tư, bổ sung bữa phụ lành mạnh với các loại hạt. Việc chia nhỏ bữa ăn và ăn thành nhiều bữa nhỏ là một trong những cách giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả. Trong các bữa phụ, bạn có thể thưởng thức các loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân. Với hàm lượng chất béo tốt và chất xơ cao, hạt hạnh nhân có khả năng giúp no lâu và kiểm soát các cơn đói cùng sự thèm ăn. Mẹo thứ năm, tăng cường rau xanh và trái cây. Rau xanh và trái cây là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, bao gồm nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Trái cây và rau củ cũng cung cấp chất xơ, giúp hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón. Để hỗ trợ giảm mỡ bụng, hãy xây dựng bữa ăn của bạn với rau xanh là món chính. Loại thực phẩm này có hàm lượng calo thấp nên bạn có thể ăn no mà không cần lo lắng sẽ tăng cân hoặc béo bụng.